Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Phạm. Hiện tại nhân đang ở góc đường Hoàng Ngân và đường An Dương Vương ha. Đèn xanh đèn đỏ ngoài trước á là đại lộ giới Văn Kiệt và đây là trục đường Hoàng Ngân nha anh chị. Đó, có qua bách quay xanh, có thế giới di động đủ hết nha. Ở đây là khu vực của phường 16 quận 8 nha anh chị. Thì hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở phường 16 quận 8 ha căn nhà này thì có chiều ngang là ba mét rưỡi và chiều sâu giờ là 12 m nha anh chị à, gần ủy ban phường giáp với quận 6 và bên tay phải của mình nè là, là trường Nguyễn Thị Định nha ở đây là trường Nguyễn Thị Định nha anh chị rồi à, mình đi thẳng luôn mình đi thẳng lên cầu số 41 đó là mình tới vị trí căn nhà rồi các anh chị pháp lý là sổ hồng riêng có hoàn công nha mua bán ký công chứng sang tên nhà mới anh chị vợ ngay hẻm trước nhà là hẻm 6 m nha giá chỉ 2 tỷ 8 90 thôi nha anh chị 2 tỷ 8 90 giá này còn thương lượng thêm cho anh chị mua bán nhanh ha ở trường mầm non rất là nhiều luôn hai bên có hai ba trường mầm non luôn á trường cấp 3 tất cả các cái hiện ích thì uh, nó cũng uh, gần gần nhau thôi nha nhà này có hướng chính là hướng tây ha anh chị nằm ở hẻm 6 m ha thu dân hư hiện hữu và không có lộ giới hẻm giới gì hết anh chị anh chị mình quan tâm tới các bất động sản này thì mình liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha hoặc là anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân qua số là 09 0822 ha 39 39, 39 ha nhân sẽ trực tiếp đến quay và hỗ trợ cho anh chị mình tới khi giao dịch luôn quay nhà là hoàn toàn miễn phí ha à, nhà mình trước thì có tiếng xe buýt luôn nha anh chị anh chị mình có con em đi học thì ở trên đây mình đi xe buýt cũng tiện nha đây thì chuyến xe này chào chào phú định thì nó rõ cho phải đây là đường phú định và đường hoàng ngân nha ở đây đường phú định và đường hoàng ngân bên kia đó. cái bờ kè đã làm rồi ha anh chị ở đây phường phú định là đã làm bờ kè rồi khu vực cao ráo không ngập nước nha rồi mình vừa rẽ qua đây là mình tới nè hẻm ba ba tám này nè anh chị ở hẻm ba ba tám này ngay nhà thuốc luôn ha ba ba tám ha đầu giới ba mét rưỡi tới sáu mét nha nhà mình trước nhà sáu mét rồi ha anh chị À, hai bên đây người người ta cao hết rồi à, nhà khu nhà hẻm này là ba mét nha chị ở ờ, đây còn mảnh đất rất là rộng luôn cũng là dãy nhà liền kề luôn ha à, đây là vị trí trước nhà à, của mình nè dãy à. à, nhà liền kề ha anh chị đây không khu giải nhà liền kề ha căn nhà mình bên, bên đây căn nhà bên đây ha rồi ờ, nhân sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem nha Xin chào tất cả anh chị các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Hiện tại nhân đang ở đường Phú Định, phường 16, quận 8. Hôm nay nhân sẽ review cho anh chị một bất động sản nằm ở hẻm là 338 đường Phú Định gần ngay góc đường Hoàng Ngân và đường Phú Định ha. Một căn nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, có chiều ngang là 3 m rưỡi và chiều sâu vào là 12 m nha anh chị căn nhà này có pháp lý là sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ ha, mua bán ký công chứng sang tên anh chị. nhà này có hướng chính đó, là hướng tây, đó, nằm trong khu nhà liền kề ha. trước nhà mình có cái mái che ra nè, đó, trong khu nhà liền kề nha anh chị. ở đây ai cũng một trệt lầu trệt lầu hết ha. đây là cái hẻm trước nhà của mình ha ở đây mình đi thẳng ra ngoài kia là ra cái góc đường Hoàng Ngân và đường Phú Định luôn ngay góc ngã ba luôn ha anh chị à, tiếp giáp với quận 6 ha căn nhà có địa chỉ là 338 trăm 61 đường Phú Định phường 16 quận 8 vị trí trước nhà của mình chiều ngang của căn nhà mình từ cái mí này qua tới bên kia là ba mét rưỡi nha và sâu vào tới vị trí cuối là được uh, 12 mét ha anh chị. Ở trên ban công lớn ra được một mét nữa. Trước nhà thì chủ ốp đá qua cương cao lên tới trên. Đó, ốp đá qua cương thì nhà cao ráo. Bảo vệ mình với hai lớp cửa ha. Một lớp cửa kéo bên ngoài. Bên trong thì một lớp cửa sắt bốn cánh. Nhà mới chắc chắn anh chị vào ở ngay ha. Bây giờ mình sẽ vào trong review bên trong cho anh chị mình xem anh chị mình hãy nhấn like video để ủng hộ kênh ha và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình Đó, ở đây có làm thêm cái màn chống mũi cho anh chị mình nè bên trong thì chủ ốp tường cao ráo lên tới trên khoảng một m hai ha trần nhà cao ráo đóng là phòng vượt tầng ở trên có đèn trang trí ở trên xung quanh ha và có gắn là mình cái máy quạt trần Panasonic ở trên nha họ có lắp rèm hết cho anh chị mình luôn đó, điện chính nước chính sổ hồng riêng nha anh chị sổ hồng riêng có hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha đó, trần nhà cao ráo ha nhà thì uh, mới còn mới chắc chắn anh chị vào ở ngay hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 890 triệu nha anh chị 2 tỷ 890 triệu giá bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh nha hãy liên lạc với nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh YouTube bất động sản Xe Thành. Anh chị mình có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân qua số 0922 39 39 39. Nhân sẽ trực tiếp đến quay ha và hỗ trợ cho anh chị mình đến khi giao dịch luôn. Quay nhà là hoàn toàn miễn phí nha anh chị. 3,5 m và sâu vào là 12 à, m nha anh chị. Sổ hồng riêng. Đó phòng khách của nhà mình ha. Rộng rãi. 1 2 3 4 5, 5 ô gạch với lại một khúc nữa ha. Hai bức tường nữa. Ở trần nhà cao ráo ha. Nhà thì không có lộ giới nha anh chị. Đó, không có lộ giới hẻm giới, đường trước nhà 6 m. Sổ hồng hoàn công. Anh chị mình à, thấy căn nhà này phù hợp thì hãy liên lạc với nhân ha để nhân mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc thêm về giá ha cầu thang thì cầu thang đúc đi lên ha đó, mặt đi bằng đá hoa cương và tay vịn là tay vịn gỗ dưới chân cầu thang thì cái lối đi ra không gian bếp thì rộng rãi được hai ô gạch máy luôn và cửa nhà vệ sinh là một cái cửa lớn cửa nhôm có dán kính mờ cho anh chị mình luôn các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha từ ốp cao ráo có chùa đường dây điện để cho anh chị mình à, lắp máy nước nóng khi cần thiết ha Đó. nhà vệ sinh nằm gọn trong à, dưới chân cầu thang ở dưới đây thì à, còn một khoảng trống ngay chân cầu thang anh chị mình có thể à, lắp máy giặt à, cây vị trí này ha giặt xả vị trí này luôn ở đây có đường điện và đường nước sẵn hết cho ha Đó. tường ớt cao ráo lên tới trên trong nhà vệ sinh ha chị Hiện tại chủ đang kêu căn nhà này có giá là 2 tỷ 890 nha anh chị Giá bớt lọc cho anh chị mua bán nhanh Đây không gian bếp phía sau Ở phía sau đó còn chừa một khoảng không hành địa dịch tí xíu nữa đó, Trần nhà cao ráo nha đó, Căn nhà này trần nhà xây rất là cao luôn Đường đà đó, Nhà đúc bê tông cốt thép hết nha anh chị Một trệt và một lầu được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh Hướng nhà là hướng Tây Nằm ở hẻm 338 xẹt 61 đường Phú Định phường 16 quận 8 nằm gần góc ngã tư giữa đường Hoàng Ngân và đường Phú Định ha gần trường Nguyễn Thị Định ở đây thì tiếp giáp với quận 6 nha anh chị Đó, vị trí này thì còn một khoảng trống anh chị mình có thể để một cái tủ lạnh tuyệt to to Đó, đường dây điện đầy đủ điện âm tường ha không gian bếp thì có tủ bếp trên tủ bếp dưới mặt bếp xài đá qua cương à, tủ này là tủ gỗ tự nhiên nha anh chị sàn nước nằm bên đây với hai bồn rửa bằng inox bên trong thì chủ lót gạch sạch sẽ nha bốn ba mét rưỡi ba mét rưỡi và sâu vào là 12 hai mét nha anh chị đường trước nhà là đường 6 m ha. khu dân cư hiện hữu không luôn không có quy hoạch lậu giới gì ha không có hẻm giới luôn ở đây chừa một tí xíu để làm cái khoảng giếng trời Hả? có cửa lùa kéo ngang qua cho anh chị mình luôn cái giếng trời của nhà mình nè ở đây có cái đèn nữa nè ở làm cái hoạch hút chỗ này nhà rất rộng và thoáng nha anh chị nhà này rất rộng và thoáng giá chỉ 2 tỷ 890 thôi hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu anh chị thấy phù hợp qua số điện thoại là 0822 39 39 39 hoặc có bất động sản cần ký gửi thì liên lạc với nhân qua số 0922 39 39 39 ha kênh YouTube bất động sản Sài Thành anh chị Đó, căn nhà rất là rộng luôn 3 mét À, rưỡi và sâu vào là được 12 m sổ hồng vuông vắn, sổ hồng riêng ký công chứng sang tên, hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha anh chị. Trần nhà cao ráo sạch sẽ thoáng mát. Bây giờ nhân sẽ đi lên trên để review không gian tầng 1 cho anh chị mình xem. Hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này sớm ha. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản lý nhất cho mình. Căn nhà ở địa chỉ là 300 330 8... 338 xẹt 61 đường Phú Định phường 16 quận 8 ngay góc ngã ba giữa đường Hoàng Ngân và đường Phú Định anh chị. Ở trên đây thì mình lấn ban công ra được 1 mét ha. Nhà đúc bê tông cốt thép hết. Bồn nước nằm ở trên nhà vệ sinh trên này và nhà vệ sinh ở trên sử dụng cho hai phòng rộng rãi cửa vẫn là cửa nhôm và chủ ốp gạch ngang cao ráo lên tới trên không gian rộng rãi thoáng mát hướng nhà là hướng tây nha anh chị bây giờ nhân sẽ quay cái phòng ngủ phía sau trước cho anh chị mình xem ha ở gạch vẫn còn mới và hai bên tường thì cái này thì chắc mới vừa phới sơn lại nha ở phòng ngủ phía sau thì có lắp quạt trần cho anh chị mình luôn nha Đó, trần nhà cao ráo phía sau thì có cửa sổ có khung sắt bảo vệ và có lắp rèm cho anh chị mình hết rồi phòng ngủ phía sau cũng rộng rãi ha ốp gạch uh, cao lên một tí xíu để cho anh chị mình dễ lau chùi quét dọn nha điện âm tường hết cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên nha Đó, hai phòng ngủ cung này là cung y đốc luôn nha chị cửa thì cửa lùa ngang có lắp rèm cho anh chị mình hết ở không gian phòng ngủ thứ nhất của mình này không lo quy hoạch hẻm giới ha không có hẻm giới nha anh chị ngang là ba mét rưỡi và chiều sâu vào là 12 mét ha ngay góc ngã tư giữa đường phú định và đường hoàng ngân nằm gần trường nguyễn thị định nha sổ hồng riêng có hoàn công đầy đủ hỗ trợ vay ngân hàng nha anh chị mua bán sổ hồng riêng ký công chứng sang tên thôi khu dân cư hiện hữu khoảng trống này rất là rộng ha nên mình lên không gian tầng 1 này thoải mái nha trần nhà cũng cao nữa Đó, nhà trần nhà cao ha rồi mình qua không gian phòng ở phía trước nha ở phòng ngủ phía trước cũng rộng rãi có cửa sổ có cung sắt bảo vệ có cửa ra ngoài ban công ở đây thì cũng có lắp quạt trần cho anh chị mình luôn còn một cái máy lạnh chỗ này Đó. trần nhà cao ráo ha cửa phòng ngủ vẫn là cửa gỗ tự nhiên nha điện vẫn là điện âm tường Đó. nhà thì không có một vết răng không một vết nứt nha đường đà thì cao ráo Đó. đường đà cao ráo hết nha hai tỷ chín trăm tám mươi triệu ha giá này còn bớt lọc thêm cho anh chị mình mua bán nhanh hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu anh chị thấy phù hợp qua số điện thoại là 0822 39 39 39 kênh youtube bất động sản Xài Thành hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản duy nhất cho mình Đó. ở các phòng đều đều có cửa sổ và có khung sắt bảo vệ ở phòng này thì có làm cái rèm chống mũi cho anh chị mình nữa nè đó, ở đây có cái lớp rèm nữa nha cửa lùa ngang khung nhôm khung sắt khung inox ha. còn một cái máy lạnh ở đây cửa ra ngoài cũng rộng rãi ban công mình lớn ra được một mét nha ban công cao ráo sạch sẽ nhà này thì nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên khúc này thì đúc nha anh chị mình quan tâm tới căn nhà này Căn nhà có chiều ngang là 3,5m và chiều sâu vào 12m, nằm ở hẻm 338. Đường Phú Định, khu vực phường 16, quận 8 thì hãy liên lạc với Nhân ha. Đây là vị trí trước nhà của mình nè. Ở bên đây thì người ta làm mấy mấy vòm che ra ngoài hết. Còn của mình thì làm tấm, tấm sáo uh, che ngang qua. Hả? mình quay ra thêm ha. Khu dân cư hiện hữu, anh chị mình không lo quy hoạch lộ giới, hẻm giới nha. một trệt và một lầu ha chỉ 2 tỷ 890 thôi diện tích đất rộng nha nhà thì đúc nhà thì mới rồi à, bây giờ nhận đi xuống dưới ha cửa phòng ngủ là cửa rổ tự nhiên hết ha hai phòng trước sau nhà vệ sinh bên hông Đó, nhà vệ sinh rộng rãi nha bồn nước nằm trên đây trần nhà cao ráo anh chị vừa xem xong video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành nhân đang đang review cho anh chị căn nhà ở địa chỉ là 338 x 61 đường Phú Định, khu vực phường 16 quận 8, nằm gần góc Hoàng Ngân và đường Phú Định gần trường Nguyễn Thị Định. Đó, trên nhà vệ sinh này thì chủ cũng tỉ mỉ và lót gạch sạch sẽ nè anh chị. lót gạch sạch sẽ ha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Hướng nhà là hướng Tây gạch ốp cao ráo lên hết đây là không gian của phía trước nhà của mình ha hẻm rộng rãi hãy liên lạc với nhân để xem bất động sản này nếu thấy phù hợp ha và hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 2 tỷ 890 triệu để bạn bè người thân của mình nhìn thấy được căn nhà này và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất ha Căn nhà này thì thì, thì uh, cao ráo sạch sẽ được hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Với chiều ngang là mét m và chiều sâu vào là 12 m ha. Trần nhà cao ráo, khu nhà liền kề. Khu nhà liền kề ha. Rồi, nhưng xin chào và hẹn gặp lại chị ở video quay nhà lần sau. Hãy nhấn like video để ủng hộ kênh và nhấn vào đăng ký kênh bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình nha anh chị.